Dạ vâng, xin chào tất cả anh em khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Đã tiếp tục quay trở lại video của em hôm nay. Đấy thì hôm nay em lên cho anh em vài cái mẫu dây hai đầu AV. Đấy nhiều anh em gọi là hai đầu hoa sen đấy. Đấy thì chủ yếu hôm nay em lên cho anh em thì đều là dây Hitachi bãi Nhật xịn anh em nhá. Đấy, với mức giá chỉ dao động từ 200 cho đến 600.000 thôi. Đấy mà em đảm bảo với anh em là cái dây 200.000 bên em ăn đứt những cái dây 400-500 hay là 600.000 ở bên ngoài. Đấy. Đấy thì ngay sau đây em không để mất thời gian của anh em nữa, em sẽ lên luôn trực tiếp cho anh em. Đấy thì như những cái dây Hitachi đầu đỏ đen này thì bên em tiếp tục về được anh em nhé. Đấy, dây Hitachi, đầu Hitachi xịn luôn. Đấy. Mà dây cũng đảm bảo rất là to nhá, to bằng điếu thuốc luôn. To bằng điếu thuốc cho anh em. Đấy, bản này thì là bản 1m. Bản 1m. Đấy, đầu Hitachi này anh em để nhìn trực tiếp luôn. Với giá chỉ có 250.000, bao ship tận tay anh em nhá. Chỉ có 250.000 một cặp thôi, dài 1m. Đấy. Thì ngoài ra thì em cũng còn những cái mẫu như mẫu 320.000 đầu AV Hitachi đầu mini. Đấy thì nó sẽ nhỏ hơn cho anh em nào đánh âm ly cổ. Âm ly nào mà nó những cái cầu AV nó sát nhau quá mà anh em sợ chạm thì đây là một cái lựa chọn rất là thích hợp nha anh em nhá. Đấy thì lõi của nó thì đều là lõi đồng mạng bạc. Đấy nên là anh em cải thiện giải cao hoặc là giải trung nó sáng hơn, lời ca sĩ nó chi tiết hơn. Đấy. Thì ngoài ra đây này, bộ này là 320.000 này. Đấy. Tiếp theo là bộ AV Hitachi phòng thu nhá. Đấy có giá là 420.000. Tất cả giá hôm nay em lên cho anh em thì em đã đều có giá ship hết rồi. Đều bao ship tận tay anh em nhá. Đấy 420.000 bộ AV phòng thu. Đấy. Bộ này thì em không còn nhiều, còn cũng 5 bộ thôi, không có nhiều. 5 bộ. Hôm trước thì còn có hơn chục bộ thì mấy anh em đã lấy hết rồi. Có đúng 5 bộ thôi nhá. Đấy ngoài ra thì còn cái bản AV phòng thu nhưng mà rắc là rắc carbon. Đấy có giá là 550.000. Đấy bộ này thì là chưa bọc sắc rắn nhá. Bộ này không có sắc rắn nhưng mà đầu là đầu khóa gen này, anh em đầu carbon khóa gen này. Đấy. Carbon khóa gen này. Đấy. Thì anh em phía cắm vào anh em xoáy chặt vào là nó sẽ chặt thôi nhá. Đấy. Đấy ngoài ra thì thêm cả cái bản bọc sắc rắn như này. Bọc sắc rắn vào nó như này thì có giá là 600.000. Tất cả giá hôm nay em lên cho anh em thì đều đã bao ship rồi nhá, 600.000. Đấy, đảm bảo ăn đứt những cái dây 1-2 triệu bên ngoài cho anh em. Nhìn nó rất là sang xịn mịn như này. Đấy anh em có thể nhìn cái chữ ở trên đây. Đấy dây Hitachi xịn luôn, bản này rất là to nha anh em nhá. Bản phòng thu nên là dây nó rất là to. Đấy, đầu rắc thì là đầu rắc carbon rồi. Đấy. Ngoài ra thì cái bản phòng thu này, cái bản phòng thu này thì chưa bọc sắc rắn. Đấy, thì đây là bản bọc sắc rắn rồi này anh em này. Có giá là 480.000. Đấy, cái bọc sắc rắn này thì anh em nhìn nó thời trang hơn, nó xịn hơn và nó sạch hơn. Đấy. Có giá là 480.000 thôi. Đầu rắc thì đầu rắc vẫn y xì. Đấy, đầu rắc vẫn y xì. Nhá, 480.000. Bộ chưa bọc sắc rắn thì có giá là 420.000. Đấy thêm cho em 50.000 thôi. Chất lượng thì vẫn như vậy. Đấy. Ngoài ra thì dây Canon, hai đầu Canon đực cái Hitachi em vẫn còn nha anh em nhá. Bản này là bản mới này, đầu mới luôn. Đầu xịn luôn, đầu xịn của Nhật luôn anh em nhá. Đấy anh em này nhìn cái lớp đồng này. Đấy chủ yếu khi anh em mua ở ngoài thì người ta toàn cho anh em kiểu nhôm với cả, nói chung là cái chất lượng nó không được đảm bảo. Nhưng mà khi anh em đã lấy hàng bên em rồi thì em đảm bảo cho anh em là chất lượng nó phải tốt, phải vừa với giá tiền, mà quan trọng là phải rẻ, ngon bổ rẻ đến tay anh em sử dụng nhá. Đấy chỉ có 250.000 một cặp thôi. 250.000 một cặp Canon được cái Hitachi bãi Nhật xịn. Đấy. Ngoài ra thì những cái dây cắm điện thoại, cắm tivi, cắm âm ly thì em vẫn còn. Đấy như cái dây Z-Net này. Dây Z-Net này dài 2m này. Bãi Singapore nhá. Bọc sắt rắn có giá 230 một sợi. Đấy. Như những cái dây Hotech thì hôm qua em vừa lên cho anh em xong. Sợi này thì có mấy bản. 1m rưỡi, 2m này, 3m, 5m. Đấy, giá thì cũng phải chăng thôi. 280 một sợi 1m rưỡi. Đấy 320 một sợi 2m và 380 một sợi 3m và 450 một sợi 5m.
nhá. Bản này thì rất nhiều mà dây cực kỳ mềm. Đây đầu rắc đây. Đấy, em bắt nét, cố bắt nét cho anh em nhìn. Đấy, từ cái rắc hoa sen, cắm âm ly cho đến những cái rắc cắm điện thoại. Nó cũng nhìn rất là xịn sò. Đấy, và những cái sản phẩm này thì bên em đều bảo hành cho anh em nhá. Bảo hành cho anh em 6 tháng. Còn những cái dây Hitachi này bảo hành cho anh em trọn đời. Đấy. Cứ có vấn đề gì xảy ra thì anh em cứ liên hệ với em sẽ xử lý cho anh em nhá. Đấy, còn những cái dây 6 ly. Một sợi 6 ly Hitachi có giá là 220.000, bao ship tận tay anh em luôn. 220.000 một sợi, dài 1 mét anh em nhá. Dành cho anh em nào chơi mic không dây. Đấy, mic không dây. Đấy, 220.000. Đấy. Cái Canon này thì nó cũng thế thôi, 250 một cặp. Đấy, AV Hitachi. Đấy, anh có thể nhìn những cái dòng chữ này, giá 250. Đấy, kể chữ trên dây, anh em về cứ kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, kiểm tra hàng thoải mái, cứ đúng hàng, chuẩn hàng thanh toán cho em. Đấy, anh em nào quan tâm đến cái mẫu nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916 nhá. Em xin nhắc lại 032 8722 916. Đấy, cũng là số Zalo của em luôn. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em thấy hay cho em xin